I have a tree. I have an apple. Hey, apple tree. I have a light. I have a con chim. Hey, I like dream. Apple tree. I like dream. Apple tree and I like dream. Nãy giờ mình live stream cả tiếng đồng hồ rồi đó, mà không ai vô coi hết trơn á. Trời ơi, ôi các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Các bạn à, hả? Trời, các bạn kia rồi. Các bạn live stream nè, vỗ tay đi. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều lắm. Trời, tứ trụ kìa. Trời ơi, thấy tứ trụ là like với tim thả quá trời luôn kìa. Ý có comment nữa, em xin phép được đọc comment nha. Ý, anh Minh Nhí đẹp trai quá. Dạng miệng dễ sợ à. Ý, chị Hồng Vân đô ghê. Chị Hồng Vân hơi đô thật. Ý, chị Thanh Thủy cao quá. À, còn nữa nè, anh Đức Hải nhiều tóc thật. Này comment, em có nói gì đâu nè, em nói gì hết trơn á trời á. Chà, cảm ơn các bạn, chỗ tim nhiều quá. Các bạn ơi, còn mình thì sao? Tim đâu hết rồi? Sao có cái like nào hết trơn vậy? View cũng đi luôn. Mình không tin các bạn đối xử với mình như vậy luôn á. Thiệt tình á. Ồ, kìa. Xa, mình có thấy một bà già. Một bà già, chắc có lẽ là bà muốn đi qua đường nè. Các bạn ơi, nếu cho mình 3 tim, mình sẽ dắt bà già qua đường. Hãy nói là làm đó. 1, 2, 3. Bà ơi, con dắt bà đi nha. Dắt bà qua đường nha. Đi đi bà. Đi đi. Trời ơi, thôi chậm cái gì hả? Đi bên này. Hả? Đi bên đó hả? Hừ. Cân lộn. Nắm tay nhau trên đường tục tăng. Trời ơi trời, mày có thấy bà già không? Không có tao là mày cán bà già dẹp lép rồi, hiểu chưa? Thì luôn quá vậy. Chết cha. Ây da, chùa bà ơi. Nè, con, qua. Dạ, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con cố ý bà ơi. Các bạn ơi, mình vừa cứu bà già đó. Các bạn, cái gì vậy? Bà đang làm gì vậy bà? Con hiểu rồi. Bà không thích cái vỏ này nữa. Bởi vì bà thấy linh hình cái vỏ này xấu quá. Rồi, con sẽ giúp bà. Dùng nó đi. Được chưa bà? Gần quá hả? Được rồi. Đó, được chưa bà? Bà còn giận con hả? Dạ, con biết rồi. Con dùng nó đi luôn. Bà ơi, vỏ đi xa quá. Vỏ đã đi xa bà quá. Tim. Bạn ơi, cho bà cái tim. Cho bà cái tim, bà mua vỏ mới. Tim. Bà thích tim. Đau tim. Bà bị bệnh hả? Dạ. Các bạn ơi, bà bị bệnh đó. Các bạn có muốn là Yến giúp bà không? Nếu như các bạn cho mình 100 tim, mình sẽ đưa bà già vô bệnh viện. Hãy nói là làm. Thiệt. Ôi, 10 tim. 20 tim. 50 tim. Dạ, 50 rồi. Chỉ còn 50 nữa thôi. Trời ơi, 90 tim. Rồi, nó đâu rồi? Trời ơi, nó đâu rồi? Trời đất ơi. Bà sắp được cứu rồi.
Mày bị điên hả? Người ta bệnh hoạn mà đứng mày điếm tim. Trời ơi, tao ra, tao đi bệnh viện bơi. Đi đi bệnh viện. Đi. Các bạn có thấy mình bất khuất không? Mình vừa bị đánh tè tua đó, nhưng mình vẫn live stream. Cái máu ở trên mặt của mình. Trời ơi, vết xước. Cái vết xước ở trên mặt mình. Đau quá. Các bạn ơi, nếu như các bạn cho mình một tim, mình hứa mình sẽ đi bệnh viện. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Trời ơi, một tim cũng không có. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui. Các bạn ơi, nếu bạn cho mình một tim, mình sẽ đỡ Hải Yến dậy. Không có luôn đúng không? Không ai có luôn, thôi nằm luôn đi. À, các bạn cho mình hai tim, mình đạp lên người bạn này. Rồi ba tim luôn. Ừ. Dạ. Có ai bật đèn xanh không? Bật đèn xanh. Nếu huấn luyện viên cho em 4 đèn xanh em sẽ ngồi dài. Lúc đầu thì Hải Yến ra thấy mà như như